Chiều 17 tháng 3, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Hướng nghiệp tỉnh Bạc Liêu tổ chức hoạt động trải nghiệm các mô hình thực nghiệm sản xuất cho học sinh đang theo học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Hướng nghiệp tỉnh Bạc Liêu. Tham gia hoạt động trải nghiệm lần này, trên 300 học sinh khối 10 của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Hướng nghiệp được trải nghiệm và tham gia nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại thư viện học tập và làm theo Bác, tham quan thư viện điện tử và thư viện truyền thống, xem phim tư liệu về Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu và tham quan cơ sở vật chất của trường. Đồng thời, các em còn trải nghiệm thực tế tại Trung tâm Thực nghiệm Sản xuất của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu để tìm hiểu về các quy trình kỹ thuật nuôi trồng và chế biến thủy sản, nuôi lươn không bùn, nuôi bò sinh sản, nuôi ba ba. Ngoài ra, các em còn được rèn luyện kỹ năng làm việc cá nhân, phối hợp nhóm thông qua hoạt động tổ chức bữa ăn tập thể. Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, hoạt động trải nghiệm đối với cấp tiểu học và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp đối với cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông là hoạt động giáo dục bắt buộc được thực hiện từ lớp 1 đến lớp 12. Thông qua hoạt động nhằm góp phần giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh, tạo điều kiện để học sinh trải nghiệm thực tế, sớm định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực sở thích của bản thân và yêu cầu phát triển của xã hội.